Sáng 18/11, trao đổi với phóng viên, anh Phạm Thanh Qua, SN1997, ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Người bị cáo buộc có hành vi thúc thủi trỏ vào ngực chiến sĩ cảnh sát giao thông, xác nhận vẫn chưa nhận được quyết định xử phạt hành chính từ công an thành phố Quy Nhơn. Anh Qua thừa nhận mình có hành vi cản trở người thi hành công vụ nhưng vẫn phủ nhận việc thúc thủi trỏ khiến cảnh sát giao thông ngã ngửa. Giờ tôi thấy mệt mỏi quá rồi, mong muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Chuyện nhỏ, không đáng gì nhưng nhiều người cứ làm ầm lên cho to chuyện. Khi nào nhận được quyết định xử phạt hành chính, tôi sẽ nộp ngay cho xong chuyện, anh Qua nói. Trước đó, ngày 16 tháng 11, Công an thành phố Quy Nhơn đã ra quyết định xử phạt hành chính hai đối tượng Phạm Thanh Qua và Phạm Ngọc Tuyển, SN1996, ngụ xã Canh Vinh, mỗi người 2 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ. Dự kiến, thứ nhì tuần tới, 19/11, Công an phường Ngô Mây sẽ tống đạt quyết định xử phạt này đối với hai đối tượng trên. Như đã thông tin, vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 7 tháng 11, trên đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy 77L130379 do anh Huỳnh Hiệp Xuyên, SN1983, ngụ xã Mỹ Châu, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, điều khiển với xe máy 77L193849 do Phạm Thanh Tuấn, SN1996, ngụ xã Canh Vinh, điều khiển, chở theo Phạm Thanh Qua và Phạm Ngọc Tuyển. Sau khi xảy ra tai nạn, hai bên tự thương lượng giải quyết nhưng không thành và xảy ra to tiếng, thách thức nhau, người dân xung quanh đã báo công an đến giải quyết. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Quy Nhơn cử cán bộ công an phường Ngô Mây và tổ xử lý tai nạn thuộc đội cảnh sát giao thông đến hiện trường phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Khi các lực lượng đến hiện trường xác định đây là vụ va chạm giao thông không gây thương tích về người, hai mô tô bị hư hỏng, lúc này trời đang mưa, mặt đường ướt. Tổ công tác thực hiện quy trình về xử lý tai nạn giao thông thì Phạm Trọng Tuyển và Phạm Thanh Qua có biểu hiện say xỉn, đi vào hiện trường vụ tai nạn dùng điện thoại quay phim, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Lúc này, tổ công tác yêu cầu hai đối tượng ra khỏi hiện trường nhưng họ không chấp hành mà có lời nói, thái độ thách thức, buộc các đồng chí trong tổ công tác phải cưỡng chế, đẩy đối tượng ra khỏi khu vực. Lợi dụng sơ hở, ông Xuyên, điều khiển mô tô 77L130379, lên xe đi khỏi hiện trường. Phạm Thanh Qua thấy vậy la lớn, hô hoán cho rằng công an đánh dân. Khi tổ công tác chuẩn bị đưa phương tiện gây tai nạn về trụ sở công an thành phố Quy Nhơn thì Tuyển và Qua lao tới giằng co với lực lượng làm nhiệm vụ, yêu cầu không được giữ xe 77L193849 mà phải tìm xe 77L130379 về xử lý. Mặc dù đã được các đồng chí trong tổ công tác giải thích, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ nhưng Tuyển, Qua không chấp hành mà còn có hành động hô hào, lớn tiếng xô đẩy cán bộ đang làm nhiệm vụ. Trong khi tranh cãi, tay Qua chạm vào ngực thiếu úy cảnh sát giao thông Đình Công Hoàng Linh. Lập tức thiếu úy Linh bật ngửa xuống đường. Trước các hành vi cản trở tổ công tác như trên, Công an phường Ngô Mây tiến hành khống chế, đưa đối tượng về Công an phường điều tra, xử lý. Sau đó thiếu úy Linh thừa nhận Qua có chạm tủi trỏ vào ngực và do mưa, đường chân nên ngã.